Úi dồi anh em này. Như ve chó này Hùng ơi. Số bổng đang lại xin chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì con dẹo đuôi xòe đang về khá là rộ anh em ạ. Thì ở trong nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới chuyên đánh rẽ này. Thì đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng với dòng lưới này thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Nếu các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn về con lưới này thì anh em ngoài đánh rẽ ra thì các bác có thể là đánh được thêm con te vàng này và con chim chân hương. Đấy, và tất cả các loại rẽ, tổng cộng có 5 loại rẽ đấy. Rẽ hôi này, rẽ đuôi xòe này, rẽ đàn này, rẽ hú này. Đấy thì các bác sẽ đánh được. Đấy còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết về cái thông số lưới nhé, để cho anh em nắm bắt được. Về lưới này thì nó sẽ có hai khổ chiều dài anh em ạ, khổ 50m và khổ 100. Đấy, đối với các bác bãi rộng thì các bác sử dụng cho em là tay 100m đây. Đó, tay 100m đây anh em này. Đó. Còn anh em mà bãi hẹp hoặc là muốn đánh khóa đầu khóa đuôi thì anh em sẽ sử dụng là tay 50, thì đây là tay 50. Về cái thông số lưới thì đây là cái lưới mắt 8 phân, sợi cước là sợi 15. Ưu điểm của cái sợi 15 này thì anh em gỡ con chim cực kỳ là dễ. Và cái thứ hai nữa độ tàng hình nó rất là cao. Đấy, và cái lưới này thì mặt nó rất là chắc anh em. Đấy, lưới phôi mặt chắc này, anh em đánh thì gỡ con chim nó dễ, nó không bị lộn. Đấy, nhiều cơ sở là người ta bán lưới rẻ hơn một vài chục nghìn đồng, nhưng mà cái mặt nó kém chất lượng, là con rẽ vào nhiều khi nó vẫn đạt. Đấy, nó bị lộn sang bên, nó mất chim. Một cái thứ hai nữa là anh em gỡ nó cực kỳ là khó anh em. Đấy, còn chiều cao mắt lưới của cái dòng lưới này là 75 mắt. Đấy, 75 mắt thì em làm cho các bác là 4 dây 3 túi. Đấy, nhôi cọc, khoang túi là mở hết cho anh em rồi. Và anh em chỉ việc đánh thôi. Đấy, hoặc là ví dụ như là 50m này thì sẽ chia là 3 khoang này. Đấy, làm cho anh em là 3 cọc. Thì các bác mua 50 thì các bác phải chuẩn bị cho mình là 3 cọc lưới nhé. Đấy, còn nhôi cọc đây anh em này. Đấy, nhôi cọc thì đây hoàn thiện. Và cái thứ hai nữa là anh em mua lưới thì lưu ý là mới chơi là chúng ta sẽ cắt ở hai cái đầu này. Và chúng ta cầm đầu này chúng ta kéo đi. Đấy, và chúng ta vào lưới thôi. Là ok. Còn mắt lưới là mắt 8 phân. Đây là cái mẫu lưới đánh cả ngày cả đêm. Đấy, độ tàng hình phải cao. Thì cái thứ nhất là từ cái chất nước nhuộm này. Cái thứ hai nữa là anh em đánh thì đây là cái dòng lưới mắt dọc. Thì độ tàng hình nó cao. Đấy, ví dụ như là tay 50 này thì là 3 cọc. Còn tay 100 thì là 5 cọc. Còn số lượng lưới thì các bác thấy thực tế trên video đây. Đấy, bên cơ sở là một cơ sở làm lưới khá là lớn. Đấy thì ngày ngày thì luôn luôn là cập nhật những cái dòng lưới cực kỳ là mới, phôi tốt để gửi đi cho các bác đấy. Đấy thì anh em nào đang trong cái thời điểm này mà cần về lưới đánh rẽ hoặc là tất cả các loại lưới về đánh chim đêm ấy, thì anh em có thể là tham khảo số điện thoại thì em để ở góc màn hình video. Đấy, các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn. Còn bản tiếng đuôi xòe năm nay thì hiện tại thì đã khá thành công. Đấy, được anh em phản hồi lại rất là tích cực. Và cái thứ hai nữa đánh được quay thực tế trực tiếp cho các bác ngoài bãi nó ok lắm anh ạ. Đấy thì anh em nào mà đang có nhu cầu sử dụng về lưới đánh chim, đấy thì trong cái thời điểm này đánh con đuôi xòe mạnh này, thì các bác có thể là tham khảo cho bên cơ sở nhé, qua số điện thoại em để góc màn hình video. Đấy, bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.